tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Đây, 20 mét này. 30 mét lòng của Tam Mao đây. Ui à. Tuyệt vời, tuyệt vời. Có độ dài nó như nào nào. Đây là lòng gì đấy? Lòng xe điếu rồi, chuẩn luôn này. Đây, cái này mới dài này. Đây là lòng lợn đen đấy. Lòng, ui, đây đây, đúng 20 mét luôn đây này. Đó. Đấy, đúng 20 mét lòng của Mao Đệ đấy nhá. Có anh nhìn ngút không biết là mọi người có nhìn thấy mình nữa không? Mặt lợn, đây là mặt lợn này. Mặt lợn nào? Mặt lợn, ui. Bây giờ lấy gà đen nhỉ? Gà đen. À, không, chiến cái món này trước anh ạ. Chưa lợn chưa? Đấy, gà lòng, lòng phèo các kiểu. Bà chủ đắt khách quá. Thái một cái dáng đùi đi. Thái, nhặt đi, nhặt, 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 cho đây, 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 đây. Thích ăn gì thì Thái. Đây, đây, cứ 20 mét lòng này đã. Ứng tặng 1 mét rồi, ứng tặng 1 mét. Ứng tặng 1 mét. Đây, chơi cả rơi này đi. Có phải đo không? Có phải đo không? Ừ. Gà đo lấy khoảng tầm 10 mét thôi. Mỗi thứ ít. À, được rồi, được rồi. Từ nay chơi hết từ này nhá. Ok. Cái mặt lợn đâu? Lấy cái mặt lợn đen này. Lấy cái móng sò nữa. Mặt lợn đây, 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 đây. Lấy cái móng rồi. Đây, cái môn dài, ăn cái môn dài này. Đây. Chơi cả cái này nữa nha mọi người nhá. Đấy. Một cái thôi. Ăn hết rồi để cho nó nóng. Đấy, kìa. Anh em mình ứng tạm thế đấy. Nhìn ngút luôn. Bóc nó luôn. Rồi, ok. Ờ, đúng rồi. Được, chơi, chơi. Này, cho Thái đi. Nhưng mà anh phải làm món nước chấm thần thánh nhé. Ok, em ơi, nước chấm thần thánh rồi, anh đâu? Ok, ba to nhá. Ba bộ nước, ba bộ ốc đấy, cho vào ba nước chấm này. Ờ, có bao nhiêu ốc cho hết vào đây? Được rồi. Cho mấy cái đùi gà đen nữa. Cho một con gà đen nhá anh. Ờ, một con gà đen đi. Lấy mấy cái đùi đây. Một con này đi. Thôi, lấy đi, bốn cái đùi đi để cho mấy anh em trước. Nhân viên hàng ngày bán phở bây giờ nó dội hết rồi, nó không bán được rồi. Phở luôn chấm. Bắt nước chấm thần thánh đây nhá. Nước chấm này là có những cái gì đây anh? Một con này chia thành hai đĩa. Nước chấm này có những cái gì đây? Nước chấm này là có muối, có thế này, tam mai này anh Hải ơi. Được chưa anh? muối. Này là muối ớt sa tế. Sam đi. Chặt to hay chặt nhỏ nào? Gà bẩn nào? Có nó có ốc ở trong nữa. Cứ chặt to ra, có ốc đấy. Chặt to nhá. Hôm nay là đang đi đang thi với nhau đấy chị ạ. Vã mồm hôm nay rồi. Mà. Ăn thi. Chào Tam Mao TV nhá, chào Hải nhá. Chào. Ấy. Ấy để nguyên cái đùi đi cho Mao Đệ đi. Rồi Mao Đệ. Mới vào đầu chợ cái mà đã ngập đồ ăn rồi mọi người. Đi thích cái đùi hơn. Hổ thích đùi cái gì? Lần đầu tiên mà nhìn thấy nhiều ánh đèn sân khấu này cũng hơi hốt. Hơi run đấy nha bạn. Em Tam Mao là năm nay được bao nhiêu tuổi? 7 tuổi hay 8 tuổi? Dạ nó đủ tuổi để tán gái rồi. Nhảy mất đây quả ấy rồi. Quả này cho nó nữa. Đây, cái quả này là quả này nó bị ung thư. Nó lấm chấm này. Xem. Đó thì em thử xem. Tao xem một quả. Đấy, rồi. Giải gà mà nó vẫn còn lăng lăng giống kiểu màu da nhé. Người nhá. Gà đen. Con nước chấm thần thánh này là hơi cay đấy nha anh em nhá. Nước chấm luôn có phải đặc biệt mọi người ạ. Ngon lắm. Ok. Nước chấm này là anh Hải bảo cho ốc rồi đấy. Đây, đây. Hai khủng này. Dạ. Wow. Quả chân to nghe khủng. Khủng chú quá. Cái đĩa ui. Ốc hồi lại. Ui giời ơi. Ui giời. Một mâm luôn. Để đâu đấy nhỉ? Để đây, để đây.
đây, đi đây. Ngon. Kéo ra đây vừa không anh? À vừa vừa. Rồi rồi, đẹp đẹp luôn. Đẹp luôn. Đây đây đây, bên này có rồi chị ạ. Là ngon lắm mọi người. Mời tất cả mọi người nhá. Thôi, mời cả nhà nhá. Các chú tự nhiên nhá. Mình cố đả lấy chục miếng lòng. Lượn cay nhá. Ăn được cay không đây? Ăn cái gì? Này, cho em... Ăn lòng ngậy lắm nè. Xin phép là anh em cầm tay nhá. Làm mình trễ cho đỡ vật đã. Ăn lòng béo lắm. Ba anh em. Lâu. Chấm nhiều vào tâm nào. Lâu lắm rồi mới có dạ trợ viên. Dạ vâng ạ. Đâu, anh chờ đây. Đây, ok. Có Coca Cola không chị? Ngồi gần anh. Có, rồi em sẽ cảm ơn. Vâng, cho em mấy lon Coca cho ăn được nhiều. Hôm nay không uống rượu nữa. Coca nha anh nhá. Coca để ăn mới được nhiều. Đấy. Có Coca không chị? Coca Cola. Không có Coca gì có Cola rồi ạ. Coca Cola rồi chết. Mặt lợn đen này. Mặt lợn đen nào, chuyển đây anh em ơi. Chuyển đây, chuyển đây. Mời chị nhá, mời mọi người nhá. Nó ba em nha. Ôi à, em đặt cái mũi nó này. Cái mũi này hay hút vậy đấy. Hút hút, em không ăn mũi. Tay. Không nhớ đâu nó hút rồi hả? Nhớ. Là hút chỉ toàn hút cám thôi, cái này. Vâng. Hút cỏ, hút cây. Trong cỏ cây có cái gì thì không biết. Ăn đi, dễ ngon mà. Má toàn thịt luôn. Ăn cái này nè, ăn cái tay rồi rồi. Đấy, đây đây. Ủa cái mặt lợn đen này ngon lắm nhỉ, đây giòn hả? Trễ này chị ạ. Làm hình như lòng xe điếu. Trễ này không? Lòng ngon nhỉ anh nhỉ? Anh biết ăn lòng hơn anh chứ. Rồi. Lòng ngon. Lòng có nhiều vịa nên là nó ngậy nhỉ. Ngậy. Đây, còn mình thì mình thích cái đoạn má hơn, có nhiều thịt, toàn thịt, toàn thịt ngon rồi. Ngon nhỉ? Thôi đi làm gì cái đen đi. Cho nó buồn. Đây. Cái lợn ở đây ăn sướng rồi ạ. Ông giống thì lợn trong cơ cán công nghiệp ở dưới trong mình. Lợn ăn sướng à? Ăn cái mỡ này nó ngậy, nó quyện vào mồm luôn. Thật ra một cái miếng lợn như thế này nó không ngấy đâu nhá mọi người nhá. Nó ăn nó giòn, cái mỡ của nó giòn vào đấy. Mịn môi nhỉ? Mịn môi. Đấy mịn môi, bóng môi. À, Coca đây rồi. Woo, xà xà. Rồi, cảm ơn. Đúng là kiểu như luôn nhỉ. À, bạn này dính tí mỡ hả? Nhi ơi, ăn đi con. Đâu rồi, tháo mồi cho bác xem nào. Đây, đả một miếng má thôi. Như bạn chủ quán gọi là ăn xong miếng là nó mịn môi. Không phải môi trong mịn. Tức là cái dầu mỡ ở trong đồ ăn này nó sẽ mịn vào đây này. Cảm ơn. Đấy, em ơi, đây, con này, lấy Coca đây. Nào, hôm nay dự kiến là anh em mình nếu mà không ăn hết cái này là không cho đội tăng leo. À, về ba mươi được về, không được về. Nào. Không nào. Cái này không được về đâu nhá. Cái này đây, để em. Em chỉ đi ăn lợn bản thôi. Ồ, hôm nay là cái trứng ăn nhiều hốt rồi. Ăn lợn bản, tối nay phải ngủ. Tối nay phải ngủ trong bản một tối nhá. Vâng. Tối nay phải ngủ trong bản nữa nhá. Vâng. Đấy, cái rồi này mới gọi là ngon, là nóng hổi này. Đó. Rồi nóng hổi luôn. Rồi lợn. Rồi tiết, rồi tiết. Đây, con ca đây. Hôm nọ tao mau nướng gà cho cô xem video, cô thèm quá. Cô ấy vẫn chẳng nấu nướng gì không? Có nhiều đồ ăn đây mà vẫn thèm gà. Cô thì chết một rồi. Ngày cô mới có cái này.
Ở đây một tuần người ta may bán có một lần. À một tuần một ngày ạ. Mang đi đâu em? Đây đây, em để sang bếp bên này. Ăn gà thôi, ăn gà thôi. Vâng. Để ăn gà thôi mà. Dạ vâng. Cái lòng ngợi. Ăn gì đâu. Ơi, có mì tôm không? Ghế này có mì tôm không? Chợ phiên ở đây một tuần là một lần là vào sáng chủ nhật. À cả ngày luôn hả cô? Vào ngày chủ nhật đấy. Lấy cho mang đệ một cả cả ngày luôn. Mèn mén mà tí ốc đậu à? À ở đây có luôn mèn mén ốc đậu ạ. Có. À. Đấy. Đúng món yêu thích mèn mén ốc đậu. À là phải sang kia mua à? Cái món mình muốn thử. Bên này à? À, đây là mua là xôi. Mèn mén à? À xôi. Đây là xôi màu. Đây, bây giờ lấy mèn mén bên này. À, mèn mén đây. Mèn mén. Cái đầu là cái gì? Đâu? Ốc đầu ở bên kia. Đây. Mèn mén đây mọi người ạ. Đây là cơm cơm ngô à bà? Cơm ngô mà. Lấy một bát một thùng mà nha. Cơm cơm ngô này bà nấu kiểu gì đấy? Đấy. Cơm ngô này. Mua bát này mà. Đó. À, mua bát này là 10.000. Ờ, này. À. Đây cầm bố. 10.000 một bát và một bát 10.000 cũng vậy các bạn. Wow. Mua tôi đi mọi người. Cháu mượn bát cho trong đây cho ăn được không? Dạ, giúp. À. Để cho vào đây. Là 10.000. 10.000 được nhiều này mọi người ạ. Ăn này ăn no luôn. Cái này gọi là mèn mén đấy. Mèn mén ơi. À. Thế ốc đậu đâu? Ốc đậu đang đi lấy rồi. À. À tức là mình phải lấy xong rồi trộn ở đây là họ bán ở các nơi thế thôi. Em cho các bé chưng đi. Đây. Hoàng Hải, Sapa TV. Rồi mò tại Hà Nội đi lên đây. Đã tiền chưa? Mình mang sang mới cả mua. Ốc lợn nữa, tiếng mua ốc lợn mang sang. Mời nhìn bên kia. À. Không nên đánh trả rồi. Không có tiền gì cả đấy. Đây là xôi bảy màu. Xôi ngũ sắc. À ừ. Ngũ sắc. Đây. Wow. Đây, xôi đây. Đấy. Đây, xôi đây. Đấy, xôi bé đây. Đâu, thử cái món món mao đệ gọi là mơ ước mãi, nó gọi là... Đây là thì ăn mèn mén này. Đúng rồi. Bây giờ đố. Đấy. Cái này. Đố mao đệ ăn được mèn mén này này. Hả? Đây là mèn mén này này. Em đã được 5 bát luôn. Cái này là ngô. Ờ, ngô đồ. Ngô đồ. Có một cầu thủ mà ăn được 5 bát này luôn. Gọi là thánh mèn mén. Ông tôi đoán ông chỉ ăn được miếng thứ ba thôi. À, anh Hải bảo là mình không ăn được cái này nhưng mà mình thấy anh thấy ăn mèn mén là ăn được 5 bát này. Đó còn thiếu. Chắc là mình ăn được 1 bát đấy. Đợi ốc đậu đã chứ. Ốc đậu, đợi ốc đậu đã. Kia ốc đậu đang lấy rồi, chờ tí. Ừ, rồi. 50.000 mà được nhiều rồi. Mèn mén này để giải thích cho các bạn là mèn mén này là ngô đồ nhá. Ngô đổ lên xong người ta xay ra cực kỳ là khó ăn luôn. Món ăn này là món ăn rất là khó ăn. Khó ăn á? Thử ăn xem. Em thấy bình thường ăn như ngô á mà. Ăn nước cho ăn. Ờ, không. Tí nữa để anh cho anh ăn đã. Ăn bình thường mà nhỉ? Cơm vương mén. Thử trực tiếp luôn này. Đấy, thích ăn là làm cái gì? Xúc anh. Ăn thi à? Ăn thi không? Ăn thi. À. Đấy à. Mày thách đấu luôn. Đi à, nhận à, kèo. Đi nhận kèo thi đấu này anh mau mau đệ rồi. Ủa đâu, ăn đi cho con xem nào. Không là con lại xuống chơi nhá. Ai đi lấy mẹ ốc đậu rồi. Chắc không cho bà lên chơi. Em. Bà ở nhà. Ai đi lấy ốc đậu rồi. Con người đi lấy rồi. Chắc phải chơi chín á. Thoáng phải chơi chơi. Ăn đi, ăn dần đi. Chín dần thôi. Ăn dần đi, ăn dần đi. Không phải, phải đợi ốc đậu ăn rồi mới là ngon cơ. Phải ăn đầy đủ. Ốc đậu đây. Ốc đậu đây giống kiểu nạ ốc đậu. Cái này kiểu là cái đậu phụ đó là cái gì ạ? Là cái đậu phụ non đó mà. À đậu non. Rồi. Thế để em ăn thử nhá. Ở đây lấy cho mau. Tưởng phải trộn vào nhau. Trộn đều vào nhau ăn đấy. Xong rồi cho thêm quả thịt vào nữa. Thử ra, em ăn thử ra. Ờ. Em ăn thử quả mèn mén này xem nó có ngon không. Cho em xin mượn một cái bát nữa vậy. Một cái bát con. Ngon. Sao? Ngon. Đâu, biết thử nào. Ước mơ mãi mà sao lại cười trừ đấy. Thôi cô, khó ăn quá.
Đây, chan chan tí coca cho nó khô. Cho đi đâu. Em ơi cho anh mượn một cái bát nhỏ với. Lấy hai bát thôi. Cái này em mượn mà em ăn được coca không nhỉ? Không biết được. Khô, khô quá. Thế nào? Ốc đậu thì ăn ngon đấy. Đấy, ốc đậu thì ngon à. Rồi. Cho mềm mén vào bát con này nào. Với ốc đậu. Cho xin nít. Đó. Đó là bát luôn. Cho em xin nít ốc đậu. Đây, ok. Đánh lấy cho em không ăn là người ta được 5 bát loa mà em không ăn được một bát con. Cho anh thêm mấy cái bát con ra đây. Trộn lên với nhau ăn. Đây, em phải ăn như này thì mình sẽ ăn này. Này có một miếng nhỏ mà có nước quá. Cho một tí cho một tí cái này vào nữa. Được chưa? Xong rồi lấy nước canh này. Mới là chuẩn. Và phải thêm một 8 miếng thịt nữa. Đấy, đây. Úi dồi ơi, cái lòng kia vẫn còn bia lông kìa. Món này à, món này giống như kiểu cơm ngô ngày xưa ấy nhỉ? Thì nó là cơm ngô đấy mà. Đây. Nó là ngô luôn chứ. Mình bát này là được trộn đều và ốc đậu này, mình mén này, với cả nước chấm này nhá mọi người nhá, sang chơi. Thế thôi. Tâm nó ngon hơn hết được. Ông tí hướng. Đây. Hôm nay được gặp Tam Ao nhá. Tam Ao được gặp người nổi tiếng. Nhi đâu? Được ao ước là bác lên trở viên với anh Hải, đi ăn ốc đậu mềm mén mà. Mình ăn được 5 bát đây. Em nó quá. Đừng nhạc nhau, đừng nhạc nhau, ăn hết đi. Ăn đây, ăn đây. Ông chơi hết đây. No quá mọi người. Hả? Thấy có rồi nhưng mà bao cân đấy. Nó khô. Ngon rồi mà. Đây à? Nó khó ăn thật đấy. Đúng rồi. Thế nên mới thấy là cái ở trên này người Mông họ nhiều khi họ không đủ gạo ăn này, phải ăn cái này này. À. Đấy. Nào. Ăn đây con trai. Em ăn cơm dẻo rồi. Dạ. Và anh em đấy là còn thêm một khay thịt lợn với là gà đen mà còn chưa hết đây anh em ạ. Kiểu nó như nó lại không ngon được bằng nếu mà cái đậu sống ăn chấm muối ngon hơn. Cái đậu này nó kiểu gì ấy? Đâu đây có cả rau cải mà. Ủa, vâng. Người ăn không ăn nhưng anh ăn cái này thường xuyên mà, ngon lắm. Anh thích ăn cái này không? Này tốt. Nhưng mà nó khô quá anh ạ. Cho nước vào, cho nước vào. Bắt được cái nào có được không? Ăn thế nào? Không được, nó khó á. Khó là không được à? Nhưng mà bố đi bạn, nó sẽ bố ăn cái này đấy. Nước khó quá. Bố còn to, bố nước trước. À, ăn như kiểu ăn cơm thôi hả? Thịt với lại và cơm. Ăn này phải thêm nửa cân trễ đấy. Bình thường thì mình ăn thêm khoảng 2 cân thịt chó. 7 người mày. Ừ. Khô thế anh ạ. Ngon mà. Mình ăn được nhưng mà nó khô khô ấy. Nhưng mà ăn cơm cơm dẻo thôi. Ăn cơm dẻo. Phải mà. Ăn cơm dẻo là ăn thật này ngon đấy. Nó khó ăn nó thế nào ấy. Ok, cứ sang ăn, chờ sang ăn thịt. ăn món này ăn để biết. Quay ra. Mình ăn để ăn cái gì cơ. Ờ đúng rồi. Là không ăn chay nữa. Lấy cái này không? À. Em ơi, cất cho anh. Ôi anh em cất hết rồi à? Không chơi được. Phải chơi chuyển sang ăn thịt. Ê, chỉ cần lý do này. Được thế nào? Đúng là chỉ cần lý do thôi anh em ạ. Thống nhất là anh em mình hợp hơn với ăn thịt em ạ. Đúng rồi. Anh em mình ăn thịt chứ không ăn chay được. Miền mén à. Thôi cho miền. Mình ở nhà mình thích lắm nhưng mà. Phải khen miền mén của Tây Bắc kia chứ. Này, đây này. Nhưng mà. Chắc là không quen ăn thôi chứ. Thế mà cái ông ăn được 5 cái bát tô. Ăn khỏe, chắc là ăn khỏe. Ghê. Nó ăn 5 bát tô luôn. Kinh thật. Mọi người có phải to đâu nhỉ? Đây nó mỡ nhưng mà nó rất là ngậy luôn. Nào anh em nhìn thấy không? Các bác ăn sáng đi các bác ơi. Ngập mồm à. Nó không ngấy nhỉ? Không ngấy mấy nhỉ? Không ngấy đâu. Mũi lợn. Anh à? Mới lòng ở đây ngon. Hả? Lòng ở đây ngon à? Vâng.
Ở đây còn rất nhiều những món ăn ngon nhé. Ngoài thịt lợn ra, lợn đen, lợn gà ra thì anh em mình có đi ăn thưởng thức thắng cố ngựa này, thắng cố dê này. À, cái cun kìa, cun ngon. Bà chủ ơi, cho hai cái cun đi. Dạ. Cái cun là cái gì vậy? Đây. Cái chân mà hay dám vào ấy. Đây là... À, sao lại gọi là... Sao gọi là cun anh? Nó là móng giò luôn. Ờ, thì móng giò đấy. À, tên là... trên này là cun à? Cun là gì? Bố bà, nó hay dám vào cái gì đấy. Thế dám vào cái gì? Nhắn vào cơm đấy. À, nhắn vào cơm. Nhắn cơm thừa là dẫu. Thôi, gặm thịt đấy không? Có, từ từ. Bây giờ vẫn đang ăn cái này mà. Chén đi. Thôi, cái lấy ấy nào. Này. Tinh thần nào. Ai đó? Không phải đâu, đây rồi. À. Hổ nào? Rô. Rô nào? Hổ nào? Rô nào? Nhi nào? Rô nào? Rô.